Xin thân ái mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Công tố Hoa Kỳ công bố chi tiết mới trong âm mưu của ông Trump để đảo ngược thất bại bầu cử. Trong văn bản tòa án công bố hôm thứ Tư, công tố Hoa Kỳ nói rằng Trump hành động bên ngoài phạm vi nhiệm vụ của ông trên cương vị tổng thống khi ông thúc ép giới chức tiểu bang và phó tổng thống Mike Pence lúc đó để tìm cách đảo ngược thất bại bầu cử năm 2020 của ông. Văn bản 165 trang có lẽ là cơ hội cuối cùng để phía công tố trình bày chi tiết cáo buộc dành cho ông Trump trước cuộc bầu cử tháng 11, vì sẽ không mở phiên xử trước khi ông Trump đối diện phó tổng thống Harris. Văn bản này là để tiếp tục xét xử vụ đảo ngược bầu cử của ông Trump theo sau phán quyết hồi tháng 7 của tối cao pháp viện, trong đó tuyên bố các cựu tổng thống được miễn truy tố cho hành động chính thức của họ trong khi đương nhiệm. Phía công tố phối hợp với công tố viên đặc biệt Jack Smith thuật lại hành vi của ông Trump theo sau cuộc bầu cử năm 2020. Phần lớn đã được công bố thông qua tin tức trên truyền thông, kết luận từ Ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo động Điện Capitol hoặc cáo trạng của ông Smith trong vụ này. Nó bao gồm một cáo buộc được một nhân viên tòa bài đốc nghe thấy ông Trump nói với các thành viên gia đình rằng không thành vấn đề nếu thắng hay thua, cuộc bầu cử vẫn phải đấu tranh hết sức. Ông Trump không nhận 4 tội hình sự cáo buộc ông đồng lõa cản trở chứng nhận cuộc bầu cử, lừa gạt Hoa Kỳ và can thiệp giao quyền bỏ phiếu. Phần lớn văn bản tập trung vào các cuộc tiếp xúc của ông Trump với phó tổng thống lúc đó, ông Mike Pence, người ông Trump cố gắng thúc ép sử dụng nhiệm vụ chính thức của ông ấy về giám sát buổi chứng nhận kết quả bầu cử để đảo ngược thất bại của ông. Tổng thống Biden đến North Carolina và South Carolina để khảo sát thiệt hại vì bão Helene. Tổng thống Biden hôm qua có đến North Carolina và South Carolina để thị sát thiệt hại do bão Helene gây ra, cũng như nghe báo cáo về công việc hồi phục. Phó Tổng thống Harris đến Georgia để thị sát công việc ứng phó khẩn cấp tại đó. Tổng thống cho biết rằng ông chấp thuận đề nghị từ Thống đốc North Carolina Roy Cooper về chính phủ liên bang sẽ chịu 100% chi phí dọn dẹp và bảo vệ khẩn cấp trong 6 tháng. Trong cuộc họp báo tại Raleigh, thì ông Biden nói rằng ông thông cảm với mọi người vừa trải qua mất mát không thể tưởng tượng nổi. Ông Biden trước tiên đến với Greenville, South Carolina, nơi nhân viên điện lực và công chánh thành phố đang quét dọn đường phố và khôi phục điện. Ông lên phi cơ thị sát khu vực bị ảnh hưởng. Tổng thống và nhóm của ông bay ngang qua Asheville, North Carolina, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Sau chuyến thị sát thì Tổng thống cho biết phần lớn nơi đây chìm trong nước. Trước khi ông đến, Tòa Bạch Ốc công bố điều động 1.000 quân nhân để hỗ trợ đưa lương thực, nước uống, hàng hóa thiết yếu khác đến các cộng đồng bị ảnh hưởng vì bão Hurricane. Hôm thứ Hai, Tổng thống nói rằng 600 người vẫn chưa liên lạc được, trong khi công việc tìm kiếm người sống sót tiếp tục diễn ra. Tính đến thứ Tư, ít nhất 180 người thiệt mạng liên quan đến bão. Hàng ngàn người ở North Carolina vẫn chưa có nước gần một tuần sau bão Helene. Hàng chục ngàn cư dân North Carolina hôm thứ Tư vẫn chưa có nước. 6 ngày sau khi bão Helene đổ bộ vào Florida, để lại cảnh hoang tàn trên khắp khu vực Đông Nam Hoa Kỳ và làm cho hơn 160 người thiệt mạng. Trận bão mạnh nhấn chìm miền Tây tiểu bang, phá hủy đường ống, làm hư hỏng nhà máy nước và gây mất điện. 200.000 trong số 1 triệu người ở miền Tây North Carolina hôm thứ Tư chưa có nước hoặc có áp lực nước thấp. Khoảng 1/2 triệu gia đình và doanh nghiệp ở nhiều tiểu bang vẫn chưa có điện. Ở Asheville, hệ thống cấp nước thành phố cung cấp nước cho hơn 150.000 dân bị hư hỏng nặng nề. Nhiều cư dân được cảnh báo không có nước trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần trong thời gian sửa chữa đường ống. Những gia đình có nước được khuyến cáo nấu sôi nước trước khi uống. Dòng người hôm thứ Tư đổ đến công viên Park Square Park, nơi thành phố phát lương thực và nước uống. Người dân ở North Carolina lấy nước từ nhiều nguồn khác nhau tùy theo nơi họ sinh sống. Ở các thành phố lớn, nước được cung cấp từ các nhà máy nước lớn. Trong khi ở khu vực hẻo lánh, một số cư dân sử dụng hệ thống khu dân cư nhỏ hoặc giếng riêng. Các điểm phân phát nước được lập ra tại nhiều địa điểm. Bão Helene đổ bộ vào Florida tối thứ Năm tuần trước với cường độ bão cấp 4 trước khi di chuyển đến khu vực Đông Nam, nơi lũ quét phá hủy nhà cửa và cuốn trôi nhiều nạn nhân. Thượng nghị sĩ Tim Kaine và đối thủ Cao Hùng đối diện trong cuộc tranh luận duy nhất trong cuộc chạy đua ghế Thượng viện Hoa Kỳ từ Virginia.
Từ nghị sĩ Tim Kaine của Virginia là đối thủ mà Cao Hùng tranh luận về các vấn đề từ di trú trái phép đến thuế quan đối với hàng hóa ngoại quốc hôm thứ Tư. Trong cuộc tranh luận duy nhất trong cuộc vận động tranh cử của họ, cuộc tranh luận tại Đại học tiểu bang Norfolk chủ yếu đi theo đường đứt gãy chính trị của đất nước, nhưng nó cũng bao gồm những vấn đề cộng hưởng tại Virginia và thành phố duyên hải Norfolk, nơi có căn cứ hải quân lớn nhất Hoa Kỳ. Ông Hùng là một cựu quân nhân hải quân, chỉ trích quy định bắt buộc chích vaccine COVID đối với quân nhân và cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan khi được hỏi về việc quân đội gần đây không đạt được mục tiêu tuyển quân. Ông cũng chỉ trích nỗ lực đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Ông nói rằng khi dùng drag queen để tuyển tân binh cho hải quân thì đó không phải là người hải quân mong muốn. Những gì chúng ta cần là những nam giới và phụ nữ mạnh mẽ nhất, những người sẽ cống hiến hết mình. Đây là những người sẽ thắng cuộc chiến. Và đáp lại, ông Kaine, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói rằng than trách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập là để đánh lạc hướng sự chú ý, trong khi thách thức thực sự là thông báo cho công chúng Hoa Kỳ biết thêm về lợi ích của quân đội khi chiếm khoảng 1% dân số phục vụ trong lực lượng vũ trang. Một chủ đề khác là chuyện cựu Tổng thống Trump đề nghị tăng thêm thuế quan lên hàng hóa nhập cảng. Ông Hùng nhấn mạnh những gì chúng ta cần làm là không đánh thuế các doanh nghiệp Hoa Kỳ, thay vào đó đánh thuế các nước khác đưa hàng hóa sang Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông Tim Kaine chỉ trích đề nghị của ông Trump. Thống đốc Massachusetts đưa luật súng mới có hiệu lực ngay lập tức. Thống đốc Massachusetts Murray Healey hôm thứ Tư hành động để lập tức thi hành luật súng mới, trong đó truy quét súng tự chế, súng ma không có số series, cấm sở hữu pump stock và thiết bị quay cò súng, đồng thời bắt buộc người nộp đơn xin cấp phép súng phải hoàn thành khóa huấn luyện bắn đạn thật. Luật mới được chấp thuận hồi tháng 7 và chuẩn bị có hiệu lực cuối tháng này. Hành động của bà Healey cản trở cố gắng của các nhà hoạt động quyền súng, những người hy vọng thu thập đủ chữ ký để đình chỉ luật trước khi nó có hiệu lực. Luật này cũng mở rộng luật báo động đỏ của tiểu bang để cảnh sát cũng như nhân viên y tế và giới chức trường học thông báo cho tòa án. Nếu họ nghĩ một người có súng trở thành mối nguy hiểm và cần tước súng của người đó ít nhất là tạm thời. Bà Healey nói rằng luật an toàn súng này cấm súng ma, củng cố lệnh bảo vệ rủi ro cao để ngăn súng rơi vào tay những người gây nguy hiểm cho bản thân họ hoặc người khác và đầu tư vào chương trình ngăn chặn bạo lực. Điều quan trọng là những biện pháp này phải có hiệu lực ngay, không trì hoãn. Các nhà vận động quyền súng gọi luật mới là cuộc tấn công nhắm vào dân quyền, nói rằng nó đặt rào cản không cần thiết lên những người tuân thủ luật pháp muốn sở hữu súng. Các nhà hoạt động tìm cách đình chỉ luật cho đến khi cử tri có thể cân nhắc cuộc trưng cầu dân ý tiềm năng năm 2006 để hủy bỏ luật. Để ngăn luật có hiệu lực, cần có thu thập ít nhất là 49.716 chữ ký từ cử tri. Việc bà Healey quyết định đưa luật có hiệu lực ngay lập tức chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào để tạm thời đình chỉ luật. Ứng cử viên thị trưởng Mark Farrow không khai báo ông nợ gia đình ở San Francisco 675.000 đô la. Ứng cử viên thị trưởng Mark Farrow nợ một gia đình giàu có tại San Francisco 675.000 đô la là khoản nợ ông không khai báo theo quy định của luật pháp. Tờ báo San Francisco Chronicle cho biết rằng khoản vay này được gia đình trên cho ông Farrow vay để ông mua căn nhà của họ với giá gần 5 triệu đô la năm 2020, sẽ đến hạn trả lại vào giữa nhiệm kỳ của ông Farrow nếu ông thắng cuộc bầu cử sắp tới. Ông Farrow trước đây là giám sát viên và thị trưởng lâm thời, không khai báo số tiền vay nợ trên trong hồ sơ ông nộp để tranh cử thị trưởng. Khi được hỏi về khoản vay, ông Farrow cho biết việc ông không khai báo trên mẫu đơn 700 là do vô ý và ông đã lập tức khắc phục. Ông nói rằng cử tri không nên lo ngại vì việc ông nợ nần. Gia đình ông có tài sản để trả lại ngay hôm nay nếu ông muốn. Thông tin trên được tiết lộ giữa cuộc chạy đua quyết liệt, trong đó ông Farrow liên tục bị đối thủ cáo buộc vi phạm đạo đức và trong đó thị trưởng London Bridge đối diện tranh cãi riêng của bà về chi tiêu trong chương trình mang tên Dream Keeper Initiative. Ông Farrow mua căn nhà 280m² tại khu dân cư Jordan Park với cái giá 4.67 triệu đô la từ ông Paul Danielson. Trong giao dịch này, ông Farrow nhận khoản vay 3.5 triệu đô la từ ngân hàng First Republic Bank hồi tháng 4 năm 2020 và hạn mức tín dụng thứ nhì là 233.750 đô la.
Ngày hôm sau, ông Farrell ký giấy tờ đưa căn nhà làm tài sản thế chấp để trả khoản vay cá nhân là 675.000 đô la từ quỹ ủy thác gia đình của ông Danielson. Theo cơ quan giám sát bầu cử tiểu bang và địa phương, ứng cử viên phải khai báo các khoản nợ cá nhân trên 500 đô la chưa trả trong tờ khai của họ. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.